I remember that you said that you are busy with your job yesterday, right? Yes, sorry. I missed an exercise one time. no problem, because I want to ask you a question. How did you feel in your job yesterday? You feel? Yes, I see. Yes, I understand. Yes, I like my job, but I'm very tired because I must move too far. Too far. So the distance, right? The distance. It's really yes. far from your house. So you need to go to work by the car, right? Yes, I go by car. I ride myself. Oh, wow! You have your own car, right? Yes. Ah, wow! So you are. I buy a car because my work in the Long An. Long An, yes. Yes. I live with my family in Ho Chi Minh City. So and now you are in Ho Chi Minh City, right? Yes. So you have to work so far from your house. So yes. That is really hard to yes. go to work. I was very tired yesterday. I will send my homework. Later, right? Okay. In 2 days. So that's okay. That's good. You can submit your homework later. Okay. No problem. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. So vừa nãy là một cái warm up nho nhỏ speaking trước khi mà vào cái bài mới ngày hôm nay thì so the lesson today that I and you going to learn is pronunciation and a little bit reviewing the vocabularies in families and friends. Yes. And now, firstly, we are going to discuss the two vowels, U and O. Yes. And as you can see on the screen, that I can share for you the documents. Okay. You wait for me a few seconds. And now I'm searching. Okay. And this can see on the screen. So today the lesson is unit one by lesson two, grammar present simple. But today we need to focus on pronunciation. In next lesson, we have to practice the grammar for speaking English. Okay. Yes. Okay. Hey, thì hiện tại đơn ấy, present simple. And now you can see the first pronunciation u, okay. Yes. And then so to pronounce correctly the vowel is u, you have to complete three parts. U yes. is a long vowel sound. U là một nguyên cái nguyên âm dài. So you have, firstly, you make a leap into a circle. Thế là cái để phát âm một cái âm u dài này, cái khẩu hình miệng, cái môi của mình phải hình tròn như thế này.
So you have to look at my mouth. Ừ. Ok. Đây đây là một cái bước trước tiên cái khẩu cái môi của mình phải tròn đi thế này. Đúng rồi, như kiểu chu môi ý. Đấy. Secondly, you put your tongue up and back. Nghĩa là cái lưỡi của mình ý phải hơi cong lên một tí. Đúng rồi, là xong chữ rồi. U ha. U. Đúng rồi, u đúng rồi. Cái chữ u ý thì cái trong khi phát âm chữ u ý thì mình hơi cong cái lưỡi của mình lên một tí và khi cong lưỡi xong thì mình lại hạ nó xuống nhá. Yeah. Đấy và cái hơi kéo dài của nó thì rất là dài, nó rất là long luôn ý. So you have to listen when I am pronouncing u. 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 Yeah, yes, you are correct. Đúng rồi. U. À, nếu nếu mà vậy cong lưỡi lên là cái hơi nó chạy vô trong rồi cô. U. Yes. Đúng rồi. Đấy miễn là mình chu môi nên được cái chu môi của mình tròn lên ấy. Đúng rồi. Khi mà mình cong lưỡi lên xong rồi mình phải cong lưỡi lên xong mình hạ xuống luôn nhá, chứ không được để nguyên cái lưỡi ở trên đâu. Yeah. Yes. Yeah. Okay, now you have to listen when I am saying ooh. 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 Yes. Ooh. Yes, yes. You are correct. Pronouncing ooh. Ooh. Yes, good. Đúng rồi, chị phát âm rất là chuẩn đấy. Okay, you have to watching the document on the screen. Okay. These are some words which is related to the pronouns ooh, okay. And now, firstly, I have to read the words for me, and then you have to practice. Soon, food, soon, good, flute. Okay, one more time. Soon, yes. Food, yes. Soon, good, flute. Okay. Do you need a few seconds to prepare for reading words? Chị yes. Có cần thời gian chuẩn bị không? Yes. No. No. Okay. 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 And now I will listening to your voice. Okay. Let's yes. get started. Two. Yes. Four. Soon. Root, 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 root. Yeah, có âm T ở cuối nha. Nhớ là cái yes. âm từ food nữa. Food, root, food, root. Có chữ L không cô? Không, không cái food ấy, cái từ food có âm ending sound ở là the food, food. Hello. Hello. I'm so sorry. I'm so sorry because the connection in my house is not good. So, and now I have to say it again for you. Yes. Oh, my camera is. Okay. Okay. Yes, okay. I come back. Okay. Yes. Okay. Food. 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 Yeah. You the.
Okay. Đúng rồi. The next word, flute. Flute. Đúng rồi. Flute. 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 Good. Two. 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 Đúng rồi, cái âm u chị cong môi lên. Two. Chu. Nó khó quá. Tại vì cái chữ chu nó ra tiếng đúng tạo. Chu. Chu. Cái chị hơi bây giờ là chị phải luyện cái phát âm âm t, âm t. Đúng rồi, xong rồi chị ghép vào âm u, ok. Ch, ch. Ch, ch. Xong rồi ghép lại. Chu. Chu. Yes, you are correctly. Okay. Two. Yes. Okay. Soon. Soon. Đúng rồi, có âm n ending sound ở cuối câu nhưng mà mình chỉ kiểu không phải phát âm rõ cái âm n đấy đâu, chỉ mấp máy thôi. Soon. Soon. Không phải. No. Soon. Yeah, yes, yes, you. Okay, and now you have to repeat the words again. Yes. Yes. Okay. Let's go. Two. Yes. Food. Soon. Root. Root. Okay, good. And so, do you know what is the meaning of the word? Do you know what is the meaning of the word? Not nhạc hả cô? Không, cái này cái cây sáo ấy. Cái cây sáo của mình á. Flute. Okay, flute. Yeah. Em chưa có không biết từ flute này. So you have to take note this word. Yes. Because sometimes you practice the speaking skill, so the word is useful for you. Okay, let's move on practice with sentences. So these are two sentences. You have to practice with vowel U, yes? Firstly, yes. I have to read the first for you, and then you have to practice. Yes. Are you doing anything on Tuesday? You must chew your food. Okay, one more time. Are you doing anything on Tuesday? You must chew your food. Yes. Okay. And in the first sentence, you have to focus on the intonation up at the end of the sentence. Nghĩa là cái câu đây là câu hỏi thì kiểu chị phải lên cái ngữ điệu của chị phải lên giọng ở cuối câu nhá. Kiểu cái này là một câu hỏi kiểu mình chưa chắc chắn một điều gì đấy. Thì chị sẽ lên giọng ở cuối câu. Ví dụ, on Tuesday? Yes. On Tuesday? Yes. Okay. Okay. Let's practice. Yes. Are you doing anything on Tuesday? Yes. Okay. One more, please. One more. Yeah, one more. Are you doing anything on Tuesday? Yeah, Tuesday. Yeah, Tuesday. Tuesday? Tuesday? Yes. Yes. Second sentence. No, second sentence. You must choose your food. Food. Chữ này đọc là chew. Đúng rồi, chew. So you have to look at my mouth. Chew. 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 Đúng rồi, cái âm chờ ấy. Chew. Xong rồi u. Chew. 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 Cái này mà phân biệt không có kỹ là nó giống như chữ chew hồi nãy rồi cô. Đúng rồi. Yeah, cái âm đây là âm chờ ấy. Âm chờ thì chị phải ra. So you have to look at my mouth.
Đúng rồi. Chu. Đúng rồi. Chu. Đúng rồi. Good. Yeah, so you are correct for pronouncing. Okay. Okay, you have to note the word food. 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 Đúng food. Đúng rồi. Âm d. Food. Food. Âm cái âm d nó âm t. Okay. Cái âm từ food ý, thì có ending sound âm d. Yes. Yes. D. Food. Food. Yes. Food. Yes, you are correctly. Cô mình có cái phần mềm nào mà để hôm bữa hồi đó vì nhớ trên internet nó có cái giống như là mình đọc vô cái là nó đúng hay nó sai, cái là nó bắt mình sai là đọc lại, còn đúng là nó correct cho qua thực tế. Yes, I know two apps for reviewing the IPA in English. Firstly, the app is maybe the app is Elsa Speak. Elsa, yes. But the label of Elsa Speak have more, much more difficult for your level now. So, and in Elsa Speak, there are many sentences that you have to repeat, and yes. Then your pronunciation is improving a lot. And secondly, the app is maybe. I didn't remember what is the name of the app, so you wait for me a few seconds, and now I have to check on the internet. Okay, you wait for me a few seconds. Yes. Yes, correct. I use Elsa app. Is it okay? Yes. Yeah. So. When I was a freshman in university, I always used to learn pronunciation by Elsa Speak. That is really good for my English proficiency. Yes. IPA. IPA. Okay. So after the lesson, I will send the app for you in your Skype. So, and then you have to click and practice with some vowels and monophthongs and some of the words at the app. Okay? Yes, yes, thank you. Okay. Cô, cô mình hiểu được cái ý của cô nãy giờ cô nói tiếng Anh á, mình chạy theo không? Nhưng mà cái ý nó là vậy phải không cô? Tức là cô nói là cái cô có hai cái app, một là đúng Elsa rồi. Một là Elsa, hai là một cái gì đó mà cô không nhớ đúng rồi. Thì cái app Elsa thì tốt cho mình cái phát âm, cái noise của mình. Dạ. Còn cái kia thì để cô sẽ rà lại, cô gửi lại trong cái Sky. Phải vậy không cô? Đúng rồi. Thế bây giờ em cố nói chậm để chị có thể là hiểu nhá, xong rồi chỗ nào thì không hiểu thì em có thể translate lại cho chị. Tại vì mình không nghe kịp, mình đoán đoán không à. Thế cái kỹ năng của chị cũng listening cũng cũng ok đấy, cũng ổn đấy. Thì đấy, cái Elsa Speak ấy thì là thường là họ sẽ không tập trung vào phát âm là từng cái âm tiết một đâu, mà họ sẽ có nguyên cả câu, sẽ có nguyên cả câu. Nếu mà chị phải, họ sẽ đọc mẫu cho chị, xong rồi chị phải đọc lại, xong trên 80, em nhớ không nhầm là trên 80% là chị, cái pronunciation của chị ở cái câu đấy là tốt. Còn đâu ở dưới 80% là chị phải kiểu như là ôn tập lại cái câu đấy. Và nó cũng có một số chủ đề cũng có cái từ vựng ấy. Đấy. Còn cái app kia thì nó tập trung vào cái từng nguyên âm một thì nó sẽ tốt cho mình hơn.
Và nó dạy cái, nó có các bước để cho mình phát âm cái mấy cái âm tiết đấy. Ok. Vậy vậy à, vậy là Vi phải học cái phần listening nhiều, tại vì Vi đoán á, là nó đang bị trật ý của cô rồi, nên khi mà mình làm bài mà listen á, nó sẽ không tốt. Ok, just practice day by day nhé. Luyện tập mỗi ngày thôi. Ok, let's move on pronouncing. Đây, bây giờ sẽ chuyển sang phát âm cái âm y ngắn, à là u ngắn nhé. Dạ vâng. There are three parts to pronounce correctly. Ok. U is a short vowel sound. U là một cái nguyên âm ngắn này. Ok. You have to make a lip a little bit round. Nghĩa là cái tạo cái khẩu hình, cái môi của mình hơi tròn thôi, chứ không được tròn trịa như cái âm u dài kia. Đấy, nó hơi tròn thôi. Và tiếp theo đó là cái lưỡi của mình chỉ hơi hơi đưa lên thôi, xong rồi lại hạ xuống, chỉ hơi hơi thôi chứ không phải cái, đưa lên 100% như cái âm u dài kia nhé. Dạ vâng. Đấy, so you have to look at my mouth and then I can repeat the vowel u for you. Hai cái hình này nó vẽ sao giống nhau hết trơn. Không thấy Đấy, cái đúng không rồi, thấy. tại vì là cái nhìn cái vẽ đấy mình không thể hình dung ra được how to pronounce correctly the vowel. So you have to look at my mouth and we'll listen carefully. Ok. Ồ. 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 Đấy, cái hơi của nó rất là ngắn thôi. Ồ. 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 Yes. Ồ. Ồ. Cái miệng mình thả lỏng ra một tí. Ồ. 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 Yes. Nhớ là cái trăng của chị là hơi hơi đưa lên thôi nhé. Yes. Đây, cái trăng chỉ hơi hơi đưa lên. Ồ. 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 Ok, good, good. Ok. Let's move on the examples for ồ. You can see on the screen. These are the words for vowel O. Okay. And now I have to repeat the words for O. Yes. Foot, golf, foot, shirt, good. Okay, one more time. Put, walk, foot, shoot, good. Okay. Are you ready to repeat the words? Are you ready? Yes. Okay. Good. Wood. Wood. Food. Suit. Good. Cái âm cái put thì ending sound là âm t, put put Food. Food. put put the put Food. put put Food. cái Food. âm put put not foot put Food. put Food. cái âm put not foot nhá, cái âm đầu tiên này này, cái từ đầu tiên này này, À, sao nó từ put, phút cái âm p, p, p. đúng rồi, đúng rồi. À, con kia là phút. 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 Còn cái kia là foot, đồng cái âm u nó nhẹ nhàng hơn. Foot, foot. Phút. Phút. Đúng rồi. Phút. Put, put. Food. Food. Good.
Yes. Chị chứ nếu mà âm cái từ put khó quá thì chị có thể đánh vần từng âm tiếp một. Không, à, nãy giờ mình cứ tưởng là cô chỉ cái từ thứ ba là put, không, nãy giờ mình từ đó. Dạ, chứ không phải là tại vì mình chưa có phát âm mấy cái từ như là put yes. nè, put nè, good nè, nó cái chữ cái đầu tiên á cô là mình phát âm thấy nó khó rồi. Đúng Nói chung rồi. là quen á. Dạ vâng. Đúng rồi, tại vì lần đầu tiên đọc mấy cái từ đấy nên là nó không easy cho mình lắm, đúng không? Dạ. Đúng rồi. Put. 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 Đúng rồi, cái âm u nó nhẹ 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 nhàng thôi nhỉ. Put. 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 Yes. U. Cái chữ là Wolf. W-O-L-F đọc sao yeah. không? Wolf. 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 Này là phát âm U. Đúng rồi, đều là âm U ngắn hết đấy. This word is about U. Okay. Cái này không cái có từ đọc wolf, wolf, wolf. Đúng rồi, cái này thì nó cái từ này nó hơi khó một tí tại nó có cả âm U này, nó có cả âm L và âm F. Thì âm L và âm F thì mình lại chưa học cách phát âm của hai âm tiết đấy nên là nó sẽ rất là khó. Thì bây giờ mình cứ thực hành cái âm U trước nhá. Wolf. 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 Yes. Okay, next one. Foot. Foot. Cái âm chị đọc cái từ food này giống như từ kiểu từ food ý. Thì nên là chị phải cái âm u của cái từ food này rất nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng tại vì food, 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 yes, food, yes, good, last one, should, yes, should, good. Yeah, next. Good. 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 Cái âm u mình hơi chu môi một tí thôi. Good. Đưa good. Chu môi nhẹ nhẹ good. Thôi. Good. Đúng rồi. Nó hơi dễ. Đúng rồi. Mình nghe mấy cái người tiếng người nước ngoài hả, nói good, good, good. Yeah, yeah. Nhưng mình it's, không có it's good. It's good. Good. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy chị bây giờ có thể kiểu mix hoặc là chị có thể fix cái từ it's really good. Cái good, không phải good mà good. Very good. Very good. Yeah, yes. Pronunciation đó is mình nghe silent. Nghe họ làm biến. Just practice makes perfect. Practice always makes perfect. Cái luyện tập nhiều thì sẽ khiến cho mình trở nên hoàn hảo hơn đấy, trở nên perfect hơn. Practice makes perfect. Okay. Yes. Cái hôm nay hai âm này cũng mới nên là cũng hơi khó. Dạ, ok. Với cô chứ cái này là lần đầu tiên mình học phát âm á. Tại vì ngày xưa học trong trường á là vocabulary, yes. grammar rồi làm bài tập như đó thôi chứ không có chỉ kỹ cái chuyện mà phát âm này. Nên đây là mình học luôn á. Rồi, tại vì ngày xưa hồi cấp 3 thì ai học tiếng Anh cũng thế mà chị. Yeah. Ở trong trường các cô cũng chỉ dạy grammar and vocabulary, but focusing on the pronunciation. Okay, okay. So you, as you can see on the screen, which are the sentences for O. Okay, you have, and now I will read for you. Yes. He would if he could. It should be good wool. 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 Okay. One more time. He would if he could. It should be good wool.
He would. Đây đây. So yes. Yes. He would if he could. It should be good wool. Yes, you're correctly. Cái từ good này, cái từ would này thì mình cũng học hơi nhẹ thôi. Mấy cái âm could này. Ví dụ, so for example, I would like to talk about, okay? I would like, không phải I would like, hơi nhẹ thôi. I would like to talk about my family, okay? I could be, I could have to buy my own laptop. Okay. Could, good, would, could, yeah. Yes, just good để đây để làm gì ta? Giống như nó là ngữ pháp rồi hả cô? Mua cái này về ngữ pháp đấy, cái này chỉ là mấy cái câu mà để mình thứ nhất là luyện pronunciation, thứ hai là về cái ngữ pháp. Cái ngữ pháp này thì mình sẽ học sau. Dạ tại vì cái cấu trúc này nó cũng phức tạp ý. Bên đây là kiểu về đây là út này thì là đây là có if này, đây là câu conditional sentence là câu điều kiện đấy, có if này là câu điều kiện này, và cái mà để mà phân biệt cái câu điều kiện thì mình nó có ba loại thì nó rất là phức tạp ấy, thì mình sẽ học ở những bài thì học sau nhá. Thì bây giờ I have some questions for you. Can you give me some examples for U and O? Okay, and now I have to wait for you a few minutes. Bây giờ chị lấy cho em một vài cái examples for U and O. Yes. You have to 1 minute to prepare this task. Yes. Do you finish? No, I have one sentence. Okay. Can you share for me your example? Yes. Example, the wood is ferocious. So, and now can you share for me your words? Because I can't hear your voice clearly. Some of the words is not correct, so you have to repeat that for me. Yes. Wolf. Wolf. Wolf là cái con này, là cái con cáo, con gì nè cô? Wolf. Wolf. Đúng rồi. Wolf. The wolf. The wolf. Is ferocious. Yeah, ferocious. Oh, yes. Ferocious. Dữ tợn.
Confucius, yeah, good. And next one, okay. And maybe, so do you know the word is ruler? Ruler, yes, ruler là cái kẻ thước. Đúng rồi, I have a ruler in my school bag, okay. School bag là? Là cái cặp sách ấy, school bag. Cặp sách. Đúng rồi, cái cặp sách mà you maybe in your childhood you pick it, the school bag to study in the school, okay. And cặp sách mình ra nó ra từ bách không à? Bác cũng được, cũng là bác cũng được, bác là cái cặp bình thường, còn cái cặp sách mà mình hay đi học với hay mang đi học. Đúng rồi, trường học ấy, school bag. Rồi nhớ là school bag là cặp sách. School bag, not bag nha, school bag. School bag. Yes. Yes, school bag. Yes, ruler. Ruler. I have a ruler. Yeah, I have a ruler. Yeah, good. In my school bag. Yes. Good. School bag. Okay. And do you know the word is push? Push. Push. The push là đẩy. Push. Push. Okay. Push. And push. Push là đẩy đặt không cô? Đúng rồi. I push. Yes. Không, cái push là để, còn cái push có âm sh của câu ấy là nó đẩy một vật gì đấy. I push my hand. P-U-S-H là good. Đẩy. Yes. Nhớ rồi. Đẩy. One more word for the vowel is pull. Kéo ấy. Pull my hand in my shoulder, okay? Pull my hand in my shoulder. Kéo cái tay vào vai của tôi. Pull my hand in my shoulder. Yes, in the shoulder. Okay. Pull my hand in the shoulder. Yes. Shoulder đây. This is my shoulder. Okay. Pull my right hand in my shoulder. S-H-O-U-L-D-E-R. Good, yes. The pronunciation is good and your spelling is the best. Okay. I try to practice. Yes. Okay, and now we need to move another part for the topic today, vocabularies. Okay. These are three pictures for this task. You have to choose one of those. And then I and you can discuss the topic. Đây là có ba bức tranh thì chị chọn một trong ba nhá, để là một những chủ đề tí em và chị sẽ thảo luận này. Đây là so you have look at ABC. Yes, ABC. Your family, your friends. And a teacher. Yes. Okay. Which topic do you prefer? Family? Yes. Yes, a family. Okay, good. And now you have to look at the table on the screen. Okay? You have to complete the topic, the words that help you, person or people they would talk to.
Đây là một cái bảng, đây có example đây này. Thì chị nhìn thứ nhất là ở cái cột A thì là ở cột thứ nhất sẽ là speaker, là một cái người nào đó, là bạn A này. Ok, topic. Topic là chọn một trong bốn, là từ 1 đến 4 này. Cái từ 1 đến 4 này. Ok. Yes. Cái người mà chị muốn nói, người mà chị muốn nói để mà miêu tả cái topic của mình ý, thì là classmate hoặc là girlfriend hoặc là teacher. Yes. Hoặc là your colleague. Ok. Your colleague. Colleague what? Là đồng nghiệp của mình ý. Colleague. Không phải college. Nhưng mà you have to wait for me and now I show the word for you by writing. Ok. Yes. College là trường cao đẳng hả cô? No, no, no. No. But there are two different words for college and colleague. Like you have. Mấy cái phát âm này lộn tới lộn lui. College. 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 Đây. You wait for me and now I have to show the word. Ok. Từ thứ nhất này là colleague. Cái colleague. Âm này, cái đây sự khác nhau giữa hai cái âm tiết này là yeah. một từ thì có chữ cái letter A, một từ thì không có letter A. Thì có letter A thì mình sẽ đọc như thế này này. Colleague. 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 Yes. Còn cái từ thứ hai mà không có letter A thì là college. College. Đúng rồi, good. Yeah, yes, good. Đúng rồi, đây. College. 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 Đúng rồi, chị bài, you have to remember the word is with the letter A. Cái từ yeah. colleague. Đúng rồi, chị bài nhớ từ có letter A là cái từ colleague. Ok. Yes. Nhiều khi cũng hay nhầm. Rồi tại ok. Thế nào? Cái này á, nếu mà mình nghe mà một đoạn đối thoại nó lướt 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 qua chắc mình không nghe kịp quá cô ha. Tại vì không nhưng mà để sự phân biệt để có cái đúng rồi, cái phân biệt, ví dụ phân biệt hai cái từ đấy thì ở âm âm tiết cuối của mỗi từ ý, một từ thì có âm g, một từ thì có âm ch. Ok, thì nếu mà âm ch thì là college, đúng rồi. Chị để thì nếu mà chị không, hai từ này khó quá để nhớ để viết thì chị có thể nhìn cái lúc nghe thì chị có thể để ý cái âm tiết cuối của cái từ đấy, college thì âm ch. Đấy, thì để phân biệt dễ dàng hơn. Dạ vâng. Cái này chắc là phải nghe thường xuyên. Cái này nói chung là lướt lướt qua vậy là mình không nhớ gì luôn. Đừng, tại vì là cái này kiểu English you have to practice every day. Every day, yes. Okay, so you have to choose one of false ideas. Đây là chị có thể chọn một trong bốn này. A study problem hay là your favorite music? No, I choose three. Number three. Buying yes. something expensive. Okay. You have to write your topic in your book. Okay. Yes. I read now or homework. Oh, okay, okay. Yes. Okay.
And what words that you that can help you? Cái từ mà liên quan đến hoặc là có thể giúp chị với cái topic này là chị thử think thế nào. Buying something expensive thì gồm những cái từ gì để support cho mình nhỉ? Mobifone, điện thoại là mobifone đúng không cô? Không phải mobi mà mobile phone. Mobile phone này là cái something expensive, right? Mobile phone. Where can you buy the something expensive? Ý kiến của tôi, my idea, I choose number 3, buying something expensive, because I want to talk about I don't buy something expensive for my son. Yes, but this is a topic. Yeah. Chọn cái topic này là mua một cái món gì đắt tiền, nhưng mà ý nó là mình muốn nói về cái là mình không muốn mua đồ mắc tiền cho con mình. Thì nó sai hay nó đúng? Nó sai rồi, tại vì là cái topic này thì là đang buying something expensive thì mình phải kiểu nghĩ ra các cái từ hoặc các cái câu liên quan đến cái topic này nhá. Đấy, kiểu liên quan đến topic, không là nó sẽ bị out of the topic luôn, sẽ bị fail the topic when you are speaking. Okay, I see. Okay, I choose again. Yes. Okay. I choose number 4. The last film you saw. Okay. Yes, name film is Bố Già. Bố Già. Yes. It's the worst. Yes. Works. Is it romantic? Tình cảm á cô, là romantic hả cô? Đừng, cái romantic là sự lãng mạn đấy. Lãng mạn đấy. No. Nó về tình cảm gia đình đó cô, tình cảm. Kiểu như là the relationship in the family, mối quan hệ trong gia đình đúng không? Yeah, relationship. Do you know the word? Yes, I know. Okay. R-E-L-A-T-I-O-N. Yeah, and S, H-I-P. H-I-P, yes. Relationship, yes. And, yes. Thứ nhất là... Second word is... có ý nghĩa là gì cô? Meaningful. Meaningful. Okay, and now I can read the word for you on the screen. Meaningful. Meaningful. Yes. Full. Yes. Có ý nghĩa. Yes. And last word. Yes. Have my son biết thương là gì ta? Biết yêu thương cha mẹ hơn. Yeah, how to learn the parent. How to learn loving to your parents, okay? To my parents. How to learn loving with my parents, with my son, okay? With my parents. Parents.
Yes. Okay. Yes. And so you have to choose person or people they would like talk to. I would like to talk to my teacher. Good. Yes. Okay. Good. Okay. And now you have to look at this exercise. Filling the word in the blank, and maybe sometime in sentences you have to use the collocation, như là cái từ nối như kiểu between này hoặc là both and này, mấy cái từ nối mà phổ biến ý, như kiểu between này, although này, so này. Although so yes, so because yes. Và trong cái bài này chúng ta còn sử dụng một số cái từ khác nữa ngoài cái mấy cái từ nối này ấy, thì mình phải vào cái câu xong để mình dịch và sau đó mình mới tìm được cái từ phù hợp với từng câu. Okay, look at the exercise on the screen. My sister and I have totally different tastes. In fact, we don't have much blank blank at all. Okay. Cô, my sister and I. Cô cho mình hỏi cái này đi cô. Cái yes. Phần này là nó giống như là mình đi thi là nó có nè. Tức là nó sẽ không có cho từ gợi ý. Mà nó cho mình y chang vậy luôn, là nó không có cho từ gợi ý, nó cho chấm chấm là bắt mình điền vô. Thì cái kinh nghiệm hay là cái gì, kiến thức nào để mà mình điền vô cô? Thứ nhất là mình phải dịch cũng tương đối cái câu đấy, dịch tương đối cái câu đấy. Cái thứ hai là chị phải để ý đằng trước và đằng sau của nó cần loại từ gì. Đấy, cần loại từ gì. Ví dụ, chị biết cái từ sẵn là từ đấy là từ gì rồi. Nhưng mà đôi khi nó lại là danh từ hoặc là tính từ. Mà cái mà chị cần điền phải là động từ thì đấy, thì chị phải học một từ mà nó gồm danh tính động trạng. Thì sau đó mình điền câu nó mới đúng được. Đấy, thường là thế, tại vì có nó cũng nhiều hơi hồ. Thí dụ như ha, nói thí dụ như sau cái từ gì đó mà thêm cái từ to, nó có một cái nguyên tắc nào đó. À, nó cũng đấy là thì nó đôi, sẽ dễ hơn. Đúng rồi, chứ cũng có một số cái cấu trúc là chủ ngữ cộng tính từ, sau đó là to verb. Đấy. Yes. Cũng có cái trường hợp là cái từ đấy nó đi với giới từ. Thì sau giới từ cũng có thể là verb in hoặc là một cụm danh từ. Yes. Đúng. Đấy thì cái, nó còn cần phải phụ thuộc vào cái cấu trúc ngữ pháp của cái câu đấy cơ, chứ mình không có cái key nào. Vậy là cái chỗ blank này á, là mình sẽ là nó không nhất thiết là phải là một cái cấu trúc nào đó. Đúng rồi. Mà nó cái nghĩa phải nghĩa. Bỏ vô phù hợp đó cô. Đúng rồi. Đấy là mình phải tìm một cái từ mà để nó phù hợp với cái câu đấy thôi. Tìm, mình phải dịch ấy, dịch kiểu tương đối thôi chứ không cần chính xác cho lắm. Xong đó mình đấy. Thì cái key là thế, còn đâu mình làm nhiều thì mình sẽ biết được cái tips thế thôi, chứ cái bài này thường là dịch. Tại vì trong một bài thi á, là Vi là sợ nhất cái phần này.
phần writing, phần nói chung là tất cả những cái phần kia ABC gì 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 là Vi yes. sợ nhất cái phần này á. Vi không biết đặt cái gì vô. Là nếu đúng rồi, nếu mà cái công việc của chị về giao tiếp ấy, thì chị cũng không cần phải focus cái bài này nhiều cho lắm. Tại vì giao tiếp thì chị cũng chắc là chủ yếu là về speaking thôi đúng không? Còn đọc hiểu một số tài liệu thì mình cũng có thể là nắm bắt được. Chứ nếu mà về công việc của chị thì chắc là em nghĩ là không cần phải điền từ như thế này. À, không, sắp tới á cô. Tại vì một cái suy nghĩ, cái mộng của mình á là mình sẽ thi luôn. Tại vì trước đây mình đã thi cái IELTS nó là 4 chấm. IELTS là 4 chấm. Thì vô làm bài này là mình sợ cái phần này lắm. Thì sau khi mà sau khi mà học cái chương trình này á, thì về đàm thoại để cho mình trong công việc trước. Nhưng mà cái mộng của mình sau này mình cũng phải thi là khoảng 6.5. Dạ cho nó đúng rồi. Dạ cái thứ hai cái, tại vì hồi xưa là mình đeo cái hồ sơ mà định cư á cô. Yes. Thì nó đòi hỏi là phải là 4.5 hoặc 5.5. Nếu mà 6.5 thì nó sẽ điểm mình sẽ tăng lên nữa. Thì mộng vậy thôi. Tới đâu hay tới đó cô. Giờ bài tập về nhà còn chưa làm nổi. Đấy tại vì nếu mà cái phần write thường là những cái bài tập này ý, thì điền chấm chấm ý, thì nó sẽ rơi vào cái phần listening hoặc là reading. Đấy. Còn cái writing thì thường là hay viết một cái bài văn và viết về về phần writing in IELTS. Thì thường là cái task 1 thì nó sẽ là kiểu như là nó cũng có thể là họ cho một cái bản đồ hoặc một cái sơ đồ gì đấy để mình có thể miêu tả sự chênh lệch giữa các năm chẳng hạn, hoặc là cũng có thể là viết thư. Yeah. Đấy, và cái phần thứ hai đó chính là viết luận. Đấy, thì mình cũng cái điền này thì chỉ ở trong reading và listening thôi. Yeah. Nên là chị cũng không cần phải lo lắng cho lắm nhé. Ok, let's move on the task. Ok. Mai, đây thì chị hiểu câu này như thế nào nè? Chị của tôi và tôi có cái khẩu vị khác nhau. Nghe không ở trong câu này nghĩa là đúng rồi, nhưng mình thường sẽ dịch là chị tôi, chị và chị gái của tôi và tôi thì hầu như là có nhiều cái sở thích khác nhau. Sở thích. Đấy. Đấy, cái sở thích. Đúng rồi. Và thực tế đúng rồi. Cái chest thường là dùng cho food thôi, dùng cho cái food thôi. Đúng rồi, cái chest thực tế này, next one. Thực tế thì chúng tôi lại không có cái gì. Là thực tế chúng tôi lại không có từ gì này. Có quá nhiều, không có nhiều điểm chung cái... đúng không? Đúng rồi, cái thực tế thì chúng tôi lại không có nhiều cái điểm chung. Đấy, thì tại vì là cái similar don't have much similar. Similar là giống cái gì đấy hoặc là tương đồng. S-I-M-I-L-R. Okay. Yeah, similar thường đi dưới với giới từ to nhé. Đây này. Đây là similar to add-on hả cô? Cũng được. Đúng rồi. Hoặc là mình có cái giới từ to ấy là thường similar to cái gì đấy. Nghĩa là nó giống với cái gì đấy. Còn ở đây thì mình cần một cái tính từ match thì cộng với đấy một cái tính từ hoặc là match thường đi với một cái danh từ hoặc tính từ tùy thuộc vào câu. Similarity point là điểm được không cô? Point là cái điểm đấy. Thì cái ở cái câu này thì sẽ dùng we don't have much similarity at all. Similarity. Đây này, chị từ đây này. Richie.
PT là nào hả cô? Đúng rồi, nào đấy. Similarity. Similarity. Yeah. Đúng rồi, điểm chung đấy. Yes. Mấu chốt của mấy câu này là chị phải dịch thôi. Chứ cũng không có cách nào nữa. Okay, next one. Yeah. There is a very close blank between a mother and a newborn baby. Có một cái tình thân thiện giữa mẹ, giữa một người mẹ và một đứa trẻ mới sinh ra. Đúng có rồi. Một cái liên kết chặt chẽ cô. Đúng rồi, cái gắn kết, sự gắn kết. Yeah. Và ở đây thì có một cái cụm từ như thế là close knit, là gắn kết, close knit đấy. Close knit. Hoặc là cũng có, chị cũng có thể dùng từ relationship, cái mối quan hệ thân thiết gắn kết với nhau, relationship cho dễ dàng. Chị có thể dùng từ relationship cho là dễ đấy. Relationship, yes. Okay. Là okay. close relationship là mối quan hệ gắn kết. Yes. Between đấy. Thì mấy cái câu sau thì cũng dễ thôi, thì đây cũng là bài tập về nhà chị nhá. Đây cũng là một trong những bài tập về nhà nhá. Thì chị check nốt vào cho em nhá. Đấy, và cái one more topic for the homework today is making a video with vowel U and O. Okay. Yes, make a video. Vậy là mình cũng phát âm. Cũng phát âm và nêu ví dụ. Nêu ví dụ, ok. Như mấy cái bài trước ấy. Đấy. Dạ vâng. Đấy thì... Đúng rồi. Dạ. Yeah. Ok. Hai cuối tuần mình cố gắng mình làm để mình vâng, cô. Chị cứ cố gắng trying hard for learning English. Mình luyện này là bữa thứ hai, thứ ba gì ha? Thứ hai. Thì thấy được cô cái miệng của mình nó tạm thời bớt cứng rồi. Đừng nhẹ nhẹ ra. Tối hôm qua ngồi luyện tập với thằng con trai á, thì cái miệng mình có cảm giác là mình mở được cái miệng, mình nói được, chứ trước đây cứ ngắt à. Đấy, chị, em con à. Mình, thằng con mình nó vẫn chê mẹ học giống như là lớp vỡ lòng. Đúng rồi, lớp, tại vì một đứa trẻ biết nói một ngôn ngữ thì họ thường hay repeat cái mấy cái sentence của cái người mà họ đã giao tiếp trước đó. Ví dụ đứa trẻ con thì nó chưa biết nói thì thường là cha hoặc mẹ của nó nói câu gì nào nó cũng có thể là bắt chước ý. Thì mình đây cũng thế, mình đang học một cái new language là English, đúng không? Thì mình cũng có thể repeat lại thì dần dần nó tạo thành một cái good habit for you. Okay. Yeah. Đấy thì chị nhớ năm bài tập về nhà. Em có thể check cái homework của chị làm sao để chị có thể cái phát âm một cái từ hoặc là một cái ví dụ nào đấy để cho nó mồm nó có thể mềm mại hơn. Yeah. Và tí em sẽ gửi cái app mà có thể check cái pronunciation của chị có mấy cái cặp âm mà em mà chị đã từng học của mấy buổi hôm trước ý. Đấy. Yeah. Okay. Cái gì cô gặp mình luyện tập thêm. Ok. Thank you for your time for joining my class today. So say goodbye. Yeah, see you again next lessons. Yeah, bye.